Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Tiếp tục học về Đức Phật và Phật Pháp. Đức Phật và Phật Pháp thì sẽ học về cuộc đời Đức Phật gắn liền với những cái lời dạy, những cái giáo pháp của Đức Phật. Bài thứ nhất là nói về cái sự ra đời của Đức Phật, cái sự kiện đản sinh. Và tiếp theo sẽ học về cái phần tiếp theo về cái thời thơ ấu và cái sự kiện đi xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa. Bắt đầu đến cái phần xuất gia. Cái đời sống tại gia thì tù túng chật hẹp, là cái chỗ ẩn náu của mọi cái bụi trần ô trược. Còn đời sống xuất gia là cái cảnh trời mênh mông bát ngát. Người sống ở gia đình thì khó mà thực hành được phạm hạnh thiêng liêng một cách hoàn hảo và trong sạch. Thì thời trước thời Đức Phật ấy, khi mà đạo Phật chưa có ở trên đời, lúc đấy ở xứ Ấn Độ, ở cái văn hóa của xứ Ấn Độ, người ta chia ra thành các cái giai cấp. Đứng đầu trong các cái giai cấp đấy là giai cấp Bà La Môn. Đứng thứ hai là giai cấp Sát Đế Ni. Giai cấp Bà La Môn là những cái người ta nắm giữ các cái văn hóa và những cái phương pháp tu luyện, các cái văn hóa tế tự rất nhiều trong ba cái tập kinh Thánh Vệ Đà. Còn giai cấp Sát Đế Ni là giai cấp vua quan lãnh đạo, giai cấp Thủ Đà Đa là những cái buôn bán thường dân, và giai cấp cuối cùng gọi là cái giai cấp Cùng Đinh là cái giai cấp nô lệ. Thì cái giai cấp Bà La Môn người ta sẽ có một cái văn hóa, đó là lúc còn trẻ thì người ta đi học, dưới 30 tuổi thì vẫn đi học, học các cái bộ kinh Vệ Đà. Khi lớn lên thì người ta xây dựng gia đình. Khi mà về cái thời kỳ mà nặng trung niên, từ 50 tuổi trở đi thì người ta lại từ bỏ gia đình đi xuất gia, người ta vào trong rừng ẩn tu. Và người ta tu các cái pháp về trì chú hoặc là các cái pháp thiền định. Rồi sau đó có những cái người chứng đắc thì người ta đi du hành giáo hóa. Thì cho nên là cái thời đấy các vị Bà La Môn người ta vẫn có cái pháp môn tu tập. Người ta cũng có những cái giới luật giữ gìn, và người ta cũng có những cái pháp về thiền định hoặc là thiền, những cái pháp thiền tâm từ người ta cũng có. Và đa số thì người ta đã làm các cái việc là tế lễ rất nhiều. Và nó cũng có những vị đạo sĩ tu tập ở trong rừng, nó cũng có trước thời Đức Phật. Sau này đến thời Đức Phật thì từ khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật mới có một cái hình thức xuất gia nó khác hẳn hơn. Đó là một cái đời sống xuất gia. Một cái vị nào đã đi xuất gia là xuất gia trọn đời. Còn cái sự xuất gia của các cái vị Bà La Môn thời đấy thì nó cũng chỉ nhất thời trong một cái quãng nào đấy trong đời người. Thì cái nguyên nhân, cái nhân duyên mà khiến cho một cái vị Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, đã từ bỏ cái đời sống thế tục để đi xuất gia trở thành một vị ẩn sĩ và tìm ra cái con đường để giác ngộ giải thoát. Đó là khi mà Ngài còn làm Thái tử thì Ngài được hưởng đầy đủ những cái vật dục ở thế gian, những cái vật chất dục lạc ở thế gian thì rất là đầy đủ và sung mãn. Nhưng mà một cái vị hoàng tử này không bao giờ cảm thấy hài lòng, không bao giờ cảm thấy thoải mái, không bao giờ cảm thấy ưa thích, thích thú, say sưa hưởng thụ những cái thú vui trần tục ở thế gian này.
Bởi vì ngài các cái ba la mật của ngài lúc đấy nó đang chín mùi, tức là những cái ước nguyện thành Phật lúc đấy nó đang chín mùi, mà cái kiếp sống ấy là kiếp sống cuối cùng. Cho nên mặc dù ngài sống ở trong cái cảnh giàu sang quyền quý, nhưng cái tâm trạng lúc nào nó cũng buồn phiền, lúc nào cũng tự hỏi là đâu là cái nguyên nhân của sự sống chết. Trước khi sinh ra ta là ai, sau khi chết rồi ta sẽ đi về đâu, cái câu hỏi đấy nó cứ dằn vặt ngài. Nên là một hôm ngài mới đi dạo chơi cùng thưa thầy, thì thái tử đã tận mắt nhìn thấy một người già, một người bệnh, một người chết và một người tu hành. Mặc dù là trước khi mà thái tử đi dạo chơi bốn cửa thành thì vua Tịnh Phạn đã lệnh cho tất cả thần dân là phải dọn dẹp tất cả các cái cảnh ở bên ngoài, là không để cho bất cứ một cái cảnh buồn phiền nào được diễn ra trước mắt thái tử, tức là những cái người già, người bệnh, người chết là phải có cái sự chuẩn bị trước, phải xa lánh, tức là dọn dẹp cho mọi người tránh xa hết, và chỉ để cho thái tử này thấy những cái cảnh thế gian này là sung sướng, không thấy những cái cảnh sầu khổ. Nhưng mà có các cái vị chư thiên đã biết hiện ra những cái cảnh này. Cho nên là thái tử Tất Đạt Đa vẫn thấy được các cái cảnh già bệnh chết và một người tu khổ hạnh. Khi mà đây là lần đầu tiên thái tử có cái sự thức tỉnh về cái thế gian này, là có người già, có người bệnh và có người chết. Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ sống ở trong cung là chưa bao giờ chứng kiến những cảnh này, cứ nghĩ rằng cuộc đời này không có già, không có bệnh, không có chết. Và ngài cứ chính vì vậy, chính vì cứ đinh ninh rằng là cuộc đời này không có già bệnh chết, cho nên khi nhìn thấy cái cảnh này khiến cho tâm trí của ngài cảm thấy kinh cảm. Kinh cảm vì lần đầu tiên mình nhìn thấy những cái cảnh tượng đấy, và ngài liên hệ đến bản thân mình, biết rằng mình cũng sẽ không thoát khỏi cái cảnh đấy, khiến cho ngài càng trở nên nhàm chán hơn, nhàm chán cái đời sống thế gian, dù có vui sướng đến mấy thì cũng không thoát khỏi những cái cảnh này. Cho nên khi biết có một cái con đường tu hành như là một cái vị sa môn này là cái con đường có thể dẫn đến giải thoát khổ đau, và ngài mới thức tỉnh, tỉnh ngộ ra được cái con đường này là con đường cao thượng nhất, con đường cao quý nhất, con đường đi xứng đáng nhất ở cái kiếp người này. Cho nên ngài đã quyết định người đã hoàn cung và đi xuất gia. Thì thường thường là một cái vị Bồ Tát là như vậy, không phải là ở cái đời này mà tất cả những cái đời kiếp nào ngài sinh ra thì ngài cũng giống như là một cái bông sen mà mọc ở bùn mà nó không nhiễm bùn, tức là khi sinh ra giữa cuộc đời, nhưng mà dù ngài có ở trong cái hoàn cảnh vui buồn sướng khổ, nhưng mà ngài không bao giờ bị dính mắc vào những cái hoàn cảnh đấy, tức là có một cái tâm luôn luôn tự tại, không có bị ràng buộc, không bị trói buộc vào những cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Và cái trí tuệ của cái sự tu tập, cái trí tuệ giác ngộ là nó làm cho một cái người đấy luôn luôn có cái sự nhàm chán đối với các cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Và một cái người mà có ba la mật về cái sự tu tập giới định tuệ, về cái người đấy sẽ không có bị ái luyến, không có bị ràng buộc vào cái đời sống dục lạc ở thế gian, mà luôn luôn cảm thấy nhàm chán, thấy thế gian này là giả tạo, thấy thế gian này là vô thường. Cho nên là vị đó dù có làm vua hay là dù có cái đời sống ở thế gian, dù có đạt đến cái mức độ gọi là hưởng cái đời sống dục lạc nó cao đến chừng nào, thì cái vị đấy cũng vẫn có thể vứt bỏ được, không có bị đắm nhiễm sâu nặng như là những cái người mà không có những cái pháp ba la mật thì người ta không có thể từ bỏ được, dù là một những cái vật chất dù là rất tầm thường người ta cũng từ bỏ được. Nhưng với một những cái bậc mà có ba la mật thì cái đời sống vật chất thế gian nó có cao sang đến mấy thì nó cũng rất là tầm thường.
đấy là cái trí tuệ nó khiến cho những cái vị đấy thấy là được những cái chân lý như vậy. Thì thấy cái cảnh già bệnh chết, đây là bốn cái cảnh già bệnh chết và một thầy tu luôn luôn ám ảnh ở trong tâm trí của cái vị hoàng tử này. Khi mà về hỏi xin phép vua cha để đi xuất gia thì vua cha không có đồng ý, và lúc đấy lại càng trở nên canh phòng nghiêm mật hơn, không cho thái tử ra ngoài nữa. Thì lúc này thái tử phải có xin phép vua cha là hãy làm cho con trẻ mãi không già, hãy làm cho con khỏe mãi không đau, hãy làm cho con sống mãi không chết, hãy làm cho mọi người hết khổ. Thì vua cha không có làm được một điều gì, và ngài bảo ngài đấy là lý do mà ngài có được phép ra đi để tìm cái con đường giải thoát. Vào đúng cái ngày công chúa Yashodhara hạ sinh một cái hoàng nam là Rahuna, thay vì vui mừng hạnh phúc như những người khác, ngài lại than thở, lại thêm một trở ngại, lại thêm một dây trói buộc. Chính vì khi mà đứa con vừa mới ra đời như vậy mà ngài không có vui mừng như những cái người cha khác thấy con ra đời thì rất là hoan hỷ thích thú, mà ngài lại than thở, than vãn, kêu than, lại thêm một dây trói buộc, lại thêm một trở ngại. Bởi vì lúc đấy ngài đang khắc khoải một cái con đường là đi xuất gia. Nhưng vua Tịnh Phạn đã đặt tên cho cháu nội là Rahuna, dây trói buộc. Bởi vì đây là cái lời than thở của những người cha khi mà người con vừa mới ra đời. Cái câu than thở này được đặt cái tên là Rahuna. Và thậm chí cho đến cái lúc mà ngài đi xuất gia, ngài chưa hề nhìn thấy mặt con trai. Cái lúc đấy ngài trước khi cái giờ đi xuất gia, ngài có vào và nhìn vặt mặt con trai một lần cuối, nhưng mà lúc đấy công chúa Yashodhara đang nằm ôm đứa con ngủ và ngài thậm chí chưa nhìn thấy mặt con. Và ngài quyết định là bây giờ ta nếu nhìn thấy mặt nó thì cái tình cảm phụ tử nó sẽ khởi lên một cái tình thương, một cái dây trói buộc, nó sẽ làm cho cái cõi lòng trở nên mềm yếu và có thể ta không thể bước đi được. Và lúc đấy ngài quyết định là ta hãy ra đi tìm con đường giác ngộ, khi nào giác ngộ rồi ta có thể về nhìn mặt nó và có thể độ cho cả hai mẹ con nó trở thành những người giác ngộ được. Vì vậy cho nên ngài vẫn dứt tình ra đi. Và một đêm khuya ngày 15 tháng 2 âm lịch năm 29 tuổi, khi mọi người đã ăn giấc và Bồ Tát Siddhartha đã từ biệt vợ con, bỏ lại sau lưng tất cả đền đài cung điện, cha già vợ đẹp con thơ và cả một cái tương lai huy hoàng rực rỡ. Thì cái ngày mà Rahuna ra đời thì trong hoàng cung tổ chức một cái bữa tiệc linh đình, tất cả các cái ca sĩ, tất cả các cái nghệ văn nghệ sĩ giỏi nhất ở trong nước được mời đến để múa hát, để chúc mừng ngài có một người con trai. Thì cái lúc mà Bồ Tát Siddhartha ngồi tham dự cái buổi lễ tiệc này thì mọi người thì đang xem hát, nghe hát, xem nghe múa hát. Thì ngài ngồi ở trên ghế ngai vàng nhưng mà ngài ngủ rất là ngon. Ngài không có quan tâm, không có bận tâm, không có thích thú gì về cái cảnh mọi người đang múa hát như vậy. Và lúc đấy khi mà mọi người thấy ngài đã ngủ ngon rồi thì mọi người cũng lăn ra ngủ, lăn hết ra nền nhà ngủ. Khi ngài tỉnh dậy thì ngài thấy mọi người nằm ngổn ngang lên nhau. Và ngài đã cảm thấy kinh tởm vì tất cả những cái người văn nghệ sĩ người ta trang điểm đẹp bao nhiêu. Thì đến cái lúc mà mồ hôi nhã nhượn người ta nằm lăn lộn ra đấy, thì lúc đấy mới thể hiện đúng cái bản chất thật của con người là trông nó ghê gớm. Cho nên là ngài càng cảm thấy kinh cảm và quyết định ra đi cùng với người đánh ngựa Chana là Salak, cưỡi trên con ngựa kiền chắc, một con ngựa thuần chủng, vượt ra khỏi hoàng cung để đi xuất ra tầm đạo giải thoát.
Thuyết trình về đời, thuyết trình về cái đời sống tại gia và nguyên nhân đi xuất gia của Thái tử Siddhartha. Micro ở đâu? Để chuyển sang mục trả lời các câu hỏi nhé. Hoàng hậu Maja qua đời khi nào và bà Thái sinh về đâu? Trả lời câu hỏi. Lúc Thái tử đi xuất gia thì Hoàng hậu Maja có còn không?
Dạ mô Phật, con thưa sư, Ma Gia qua đời từ khi cái từ 7 tuổi ạ, 7 ngày. Khi chết thì bà sinh về đâu? Dạ, khi chết bà sinh về cõi trời Đâu Suốt ạ. Con đúng không? Dạ. Đúng chưa? Đúng không? Đúng không sư cô? Đã bán, bà qua đời khi thái tử được 7 ngày, bà sinh về cõi trời Đâu Suốt. Trả lời đúng ha. Câu hỏi tiếp, thái tử Tất Đạt Đa đã cảm nhận điều gì trong buổi lễ hạ điện? Hôm nay ngài đã cảm nhận cái gì? Thái tử có đi xem mọi người làm tế lễ không? Nếu mọi người đi xem lễ, còn thái tử đi xem cái gì? Trong buổi lễ hạ điện thì thái tử đã nhận thấy cảnh sát sinh ạ. Cảnh sát sinh nhỉ? Ai sát sinh? À, con chim, những con trâu đang cày lên những đống cày, có những con giun và con chim thì đang bay trên cao thì đợi ăn con giun ạ. Còn bên trong rừng sâu thì có những con hổ đang dịch dập. Con trâu và trong rừng sâu thì có những bác thợ săn đang đợi. Vậy thì ngài có thấy là trong cái buổi lễ hôm đấy nó có vui không? Dạ, thực sự là không ạ. Có nghĩa là khổ. Dạ vâng. Mà ngài cảm nhận điều gì nữa? Cái điều gì là cái điều an vui thật sự? Là khi thái tử ngồi dưới gốc cây hồng cáo và ngồi thiền dưới gốc cây. Vậy thì lúc đấy ngài mới thấy được một cái cảnh ở bên ngoài là cảnh khổ và cảnh bên trong là cảnh an vui nhá. Ngài cảm nhận được nỗi khổ của trần gian và hạnh phúc của pháp hành thiền. Những cái cảnh ở bên ngoài là tương tàn, tương xác. Mọi người thì đang vui trên cái nỗi khổ, mà mọi người, cái người thế gian là thế, vui trên nỗi khổ nhưng không có biết đây là khổ. Và có một cái niềm vui nó ngay ở bên trong nội tâm của mình thì lại bỏ quên. Đó là niềm vui của cái niềm hạnh phúc của cái pháp hành thiền. Và cái lúc còn là một cái đứa trẻ rất là nhỏ, thái tử Tất Đạt Đa là người đã thức tỉnh được cái cảm nhận được cái nỗi niềm này. Đúng không? Thế gian thì lấy khổ làm vui mà bỏ mất cái hạnh phúc chân thật ở ngay chính trong tâm của mình. Tại sao thái tử Siddhartha lại nhàm chán đời sống tục lạc ở thế gian? Why? Dạ vâng thưa sư, là bởi vì thái tử nhìn thấy bốn cảnh khi đi dạo. Cũng đúng. Nhưng mà trước đó ngài có thích không? Cái lúc mà trước khi mà ngài chưa đi dạo ấy, ngài có ưa thích cái đời sống thế gian không? Dạ không. Tại sao? Tại sao cái lúc mà ngài chưa thấy cảnh già bệnh chết, ngài cũng không có vui thích với cái đời sống dục lạc ở thế gian? Giờ ai được làm vua có thích không? Được sống hưởng thụ về tất cả những cái danh lợi, chức quyền, đời sống về vật chất, mọi
Mọi người khác thì người ta có thích không? Có. Thái tử Tất Đạt Đa thì có thích không? Không. Tại sao? Tại vì Thái tử có ba la mật. Chính xác. Vì một cái ước nguyện thành Phật và các ba la mật đang chín mùi nên thôi thúc cho Ngài nhàm chán thế gian. Đấy là chính các cái pháp ba la mật. Thì trong quá khứ Ngài đã từng tu tập các cái pháp, Ngài đã quán chiếu thế gian là vô thường, khổ, vô ngã rồi. Nhưng Ngài thấy là thế gian này là giả tạm mong manh, không phải là cái nơi nương tựa lâu dài. Thế gian này là khổ nhiều, vui ít, khổ nhiều. Và thế gian này nó rỗng không, nó không có thật, nó không có tự ngã ở trong đây. Cho nên đấy là những cái ba la mật đấy, nó làm cho Ngài sống được thế gian nhưng không bị dính mắc thế gian. Ngài vẫn nhàm chán thế gian, vẫn có thể từ bỏ được thế gian và đi xuất gia trở thành Phật. Câu hỏi tiếp, tại sao nhiều người lại ưa thích đời sống dục lạc thế gian? Đây có ai ưa thích đời sống dục lạc thế gian không? Hỏi tại sao? Vì bị vô minh tham ái chấp thủ vào thế gian này là thường lạc ngã tịnh. Vì mọi người có cái hiểu sai, cho rằng thế gian này là thường, có nghĩa là tồn tại lâu dài. Lạc có nghĩa là cho rằng thế đời này là an vui. Ngã có nghĩa là cho rằng có cái tự ngã. Thế gian mọi thứ là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Và cái thế gian này tưởng nó là bất tịnh, là tưởng nó là trong sạch. Tất cả mọi thứ mình tưởng nó là đẹp lắm, cho nên mình ưa thích. Đây là cái nguyên nhân khiến cho mọi người ưa thích cái đời sống dục lạc ở thế gian. Nhưng mà đây là tất cả những cái hiểu, những cái tưởng sai lầm, cái bị vô minh che lấp cho nên không thấy ra được cái sự thật. Bị vô minh che lấp, không thấy ra được sự thật. Vì thấy sai cho nên là mới có cái tham ái và chấp thủ vào cái đời sống ở thế gian này. Chứ nếu mà một người có trí tuệ thấy được sự thật của thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã thì nhàm chán thế gian. Đây là hai cái mặt đối lập nhau giữa cái pháp thế gian và cái pháp xuất thế gian, giữa một cái vị phàm và một cái người giác ngộ, một cái người si mê và một người giác ngộ, giữa những người phàm ở thế gian và những bậc đã giải thoát. Họ muốn nhàm chán thế gian để đi tu như Thái tử thì phải làm gì? Hay có ai muốn đi tu? Muốn đi tu thì phải làm gì? Trả lời được câu hỏi này thì đi tu được. Ai trả lời được câu hỏi này mang cho xuất gia thôi. Phật, thưa bạch sư, để muốn đi tu thì mình phải tìm được cái niềm vui ở trong cái bản thân của mình, và mình phải nhìn được cái thế gian này là khổ, vượt qua được.
hết rồi. Đúng không? Đúng chưa? Xem đáp án em có đúng không nhé. Phải quan sát thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Nếu mà thấy thế gian là vô thường, giống như là con người sinh ra rồi phải già, phải bệnh, phải chết, đấy chính là vô thường đấy. Đời này là cứ cái loài nọ mà tàn sát loài kia đấy. Bởi vì vô thường cho nên là nó khổ, vì vô thường khổ cho nên nó không có cái tự ngã. Và thế gian này là bất tịnh, phải quán chiếu cái sự bất tịnh của thân, bên trong thân, bên ngoài và tất cả mọi thứ đều bất tịnh, thì mình mới không có khởi lên cái tâm tham đắm, không có đắm nhiễm và những cái dục nào ở thế gian, thì mới có thể đi xuất ra được, mới có thể đi tu như Thái tử Tất Đạt Đa được. Hỏi tiếp theo, tại sao Thái tử lại muốn đi xuất gia? Tại sao? Này, câu này cho câu trả lời nha. Vì muốn giải thoát sinh già bệnh chết. Câu hỏi tiếp, tại sao nhiều người không muốn đi xuất gia? Tại sao? Đây có ai không muốn đi xuất gia không? Hỏi những người không muốn đi xuất gia là tại sao lại không đi? Đó, ai không muốn đi xuất gia rồi? Không muốn đi xuất gia thì mình nên hỏi người đấy, tại sao lại không chịu đi? Đấy, con có muốn đi xuất gia không? Có. Tại sao con lại muốn đi xuất gia? Bạn muốn diệt trừ đau khổ. Đó. Chị con muốn đi xuất gia không? Có. Đó. Tại sao lại muốn đi xuất gia? Rồi, mẹ con muốn đi xuất gia không? Không hả? Tại sao? Tại bị trói buộc rồi hả? Tại sao nhiều người lại không chịu đi xuất gia? Mẹ, con đi xuất gia không? Con đi xuất gia không? Gặp đầu hay lắc đầu? Cho cháu biết lý do ha. Hỏi bé trên này, nó tới trả lời. Rồi. Vì không phát nguyện. Người không muốn đi xuất gia tại vì trong tâm người ta không có phát nguyện ấy. Tại vì đời trước người ta không phát nguyện. Thì có những người rất là muốn đi xuất gia mà không đi được, cũng là vì chưa có cái phát nguyện. Ví dụ Đức Phật sở dĩ mà Ngài thôi thúc đi xuất gia là Ngài có cái phát nguyện thành Phật. Vậy mà một người muốn, kể cả cái đời này mình mà không đi xuất gia được là do đời trước mình không phát nguyện. Mình không. Còn nếu mà đời này mình không phát nguyện thì đời sau mình vẫn không đi xuất gia. Vậy trong tâm mình phải có cái sự phát nguyện. Phát nguyện. Một là mình có cái phát nguyện được giải thoát sinh tử này, nó cũng sẽ xu khiến mình xuất gia. Phát nguyện chứng đắc niết bàn này. À, hay là mình phát nguyện mình trở thành một người xuất gia. Thì đấy nó cũng là những cái nhân để mình đi xuất gia. Còn nếu mình không có phát nguyện chứng đắc niết bàn, không có phát nguyện giải thoát khổ đau sinh tử, không có cái phát nguyện đi xuất gia, thì cái người đó sẽ không đi xuất gia. Hỏi tiếp, tại sao nhiều người muốn ngăn cản người khác xuất gia? Why? Tại sao? Tại sao mấy người lớn cứ ngăn cản trẻ con đi xuất gia? Phúc có ngăn cản mấy đứa con đi xuất gia không? Đi hết đấy, cái lúc con đi có ngăn không? Tại sao mấy đứa trẻ đi xuất gia mà toàn phải trốn? Do Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia cũng bị nhiều người ngăn cản. Vô Tịnh Phạn có cho Thái tử đi xuất gia không? Tại sao bây giờ cứ một người đi lại rất nhiều người ngăn là làm sao?
vì họ tà kiến không hiểu được lợi ích của hạnh xuất gia. Thật sự là những cái người năm cảm này người ta không có hiểu được, người ta cứ nghĩ đi xuất gia là mất hết, người ta cứ nghĩ rằng đi xuất gia rồi là khổ đau, đi xuất gia là sống đời tiêu cực, tại vì họ cứ nghĩ thế, họ không thấy được cái lợi ích cao thượng của đời sống xuất gia. Còn cái người mà hiểu được rồi thì người ta có năm cảm nữa không? Ví dụ như Đức Phật có năm cảm nào? Sao cha không năm cảm con? Sao nếu mà nếu đi xuất gia thật sự nó khổ đau thì tội gì cho con mình đi, cho thiên hạ đi cho nó khổ ấy. Con cái mình, anh em mình làm gì, tội gì phải cho đi phải không? Mà Đức Phật về thì cho ai đi xuất gia? Cho Na Hầu Na đi xuất gia, việc rất nhỏ. Đấy. Cho cả Nan Đà em trai đi xuất gia, không cho ai làm vua hết, bỏ luôn ngôi vua cho người khác, cho thiên hạ. Đấy. Mà cho tất cả những người thân của mình, là cho nuôi tất cả những người thân thuộc nhất của mình đi xuất gia trước. Tại sao? Còn tại sao nhiều người lại thấy người thân mình đi xuất gia là khóc lóc, níu kéo, không cho đi? Đây là vì không hiểu được cái lợi ích của cái hạnh xuất gia. Dù xuất gia một ngày cũng tạo được cái công đức của một ngày, xuất gia được một năm thì tạo công được những cái ba la mật, những cái phước thiện trong một năm đấy. Xuất gia được một đời thì tạo được cái phước thiện, được cái ba la mật trong một đời. Vì vậy xuất gia được nhiều hay ít đều tạo được những cái lợi ích hết. Đây là thế mà có ai đi xuất gia là tất cả là nên tán thán, nên ủng hộ, nên hộ trì. Hỏi tiếp, tại sao nhiều người xuất gia không giải thoát được già bệnh chết? Có phải ai đi xuất gia cũng giải thoát được già bệnh chết không? Cũng có nhiều người đi xuất gia vẫn không giải thoát được già bệnh chết. Tại sao? Chứ ai đi xuất gia mà cũng giải thoát được hết thì như thời Đức Phật, chỉ có thời Đức Phật ra đời thì đa số người xuất gia là giải thoát. Đức Phật hoằng pháp trong một năm mà đã độ được 20.000 thánh đệ tử, 20.000 người xuất gia mà trở thành các bậc thánh ấy. Thì đấy là ngay năm đầu tiên về hoàng cung thăm, ngài đã có một hội chúng tỳ kheo, 20.000 tỳ kheo đều là những bậc thánh nhân giải thoát hết. Nên là vì chưa đủ các ba la mật. Tại vì có những người rất là nỗ lực tu tập nhưng mà vẫn chưa giải thoát được, bởi vì các ba la mật chưa đủ, phải tu nhiều đời chứ không phải là chỉ tu một đời mà đã thành tựu được. Những người thành tựu được ở trong đời này là đã trải qua rất nhiều đời quá khứ tu tập rồi, và tích lũy các ba la mật vô số kiếp rồi. Ví dụ như Đức Phật mà giải thoát được trong kiếp này, ngài tu bao nhiêu, ngài đã từng tu bao nhiêu kiếp, đã trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp để trở thành một vị Phật. Nên có những người chưa đủ ba la mật thì chưa giải thoát nhưng mà đang tích lũy ba la mật, và thì xuất gia sẽ tích lũy được các ba la mật này và sẽ giải thoát được ở trong ngày vị na. Xuất gia có ý nghĩa gì, có mục đích gì? Xuất gia có ý nghĩa gì? Xuất gia có ý nghĩa là ra khỏi ngôi nhà thế tục, ra khỏi luôn cả cái đời sống thế tục này. Nên tất cả những cái phong tục, những cái tục lệ ở dân gian là nó không còn tác động gì đến người xuất gia nữa. Những cái đời sống tục lệ, tất cả những cái tục lệ và ngay cả cái tên, cái họ tên cũng ra khỏi luôn. Vì như đi xuất gia thì nó có một cái họ khác, một cái tên khác luôn, thay tên đổi họ và thay đổi tất cả những cái lối sống, những cái sinh hoạt sống, để tất cả những cái đời sống thế tục là phải thoát khỏi, ra khỏi cái ngôi nhà thế tục. Ngôi nhà mình quá nhiều những cái phận sự, những cái bổn phận, những cái phong tục, những cái gia phong nề nếp, thì người đi xuất gia là ra khỏi những cái đó, đời sống đó.
Và xuất gia có mục đích là giải thoát luân hồi. Mục đích của người đi xuất gia là như vậy. Thì một người mà đi xuất gia mà có một cái mục đích là đi xuất gia để giải thoát luân hồi, thì cái người đó sẽ tu tập đúng, sẽ tìm đi đúng đường. Còn có người nghĩ là ngồi thấy cái mấy vị sư đi xuất gia, thấy ở chùa to cao, thấy những cái hào nhoáng bên ngoài và phát tâm đi xuất gia, thì cái xuất gia đấy là nó không đúng mục đích. Đi xuất gia cũng một đám này được một mớ tiền bằng người đi làm công nhân cả tháng, tôi đi xuất gia cho sướng. Thì cái mục đích đấy là nó sẽ đặt sai mục đích ngay từ đầu ấy. Đi sai mục đích. Đức Phật nói là một cái bông lúa mạch, một cái sợi râu của bông lúa mạch mà đặt đúng hướng thì nó sẽ xuyên thủng ra. Nếu mà đặt chật hướng thì nó không xuyên thủng được cái gì. Một cái tâm của người tu vậy, nếu đặt đúng hướng thì nó sẽ đâm thủng được vô minh. Còn nếu đặt sai hướng thì nó không đâm thủng được cái gì. Cái người ấy có cái mục đích đi xuống đây là để giải thoát sinh tử, thì người đó sẽ tìm được con đường để giải thoát. Còn người đó đi xuất, nghĩ là đi xuất gia để tránh những cái nỗi khổ về thân xác và được hưởng cái sự an vui về cái đời sống thể xác này, thì những người này sẽ đặt sai mục đích. Rồi, Thái Thư Tất Đạt Đa đã nghĩ gì khi thấy bốn cảnh già bệnh chết và một người tu? Đã hỏi rồi, trả lời, ta cũng già, ta cũng bệnh, ta cũng chết và ta cũng sẽ phải đi tu. Đấy nhá. Tiếp, tại sao con trai Thái Tử Tất Đạt Đa đặt tên là Na Hồng Na? Này biết rồi ha, con nhớ không con? Tại sao đặt tên Na Hồng Na? Quên nè. Vì ngài nói đứa con là sức dây trói buộc. Bởi vì khi con trai vừa mới ra đời, Thái Tử Tất Đạt Đa đã nói lại thêm một chướng ngại, lại thêm một sợi dây trói buộc. Vì vậy cho nên con trai của ngài mới được đặt tên là Na Hầu Na, có cái ý nghĩa Na Hầu Na có ý nghĩa là dây trói buộc, dây trói buộc. Đây là có ai có dây trói buộc chưa? Mỗi một đứa con là một cái sợi dây, cái dây trói buộc. Có trói buộc thật không? Rồi, hỏi tiếp, lập gia đình rồi thì có nên đi xuất gia được không? Lập gia đình rồi có đi xuất gia được không? Đây có ai muốn lập gia đình rồi mới đi xuất gia không? Bắt chước Thái Tử Tất Đạt Đa không? Ngày trước Thái Tử Tất Đạt Đa lập gia đình có đứa con rồi mới đi tu, để sau này còn về còn có con để độ à. Nghĩ vậy không? Lập gia đình rồi thì có nên đi xuất gia nữa không? Ở đây đã có ai có gia đình chưa? Có gia đình chưa? Người có gia đình là có muốn đi xuất gia nữa không? Chắc người có gia đình rồi chắc không muốn đi xuất gia nữa. Chắc có gia đình rồi phải lo cho gia đình chứ, có con thì phải nuôi cho nó lớn lên, cho nó ăn học, chứ bây giờ đi xuất gia rồi thì để lại nó cho ai nuôi, không? Có lẽ có đứa con rồi đi xuất gia thì để cho nó bơ vơ lạc lõng. Vậy tại sao Thái Tử Tất Đạt Đa lại đi? Hãy noi gương Thái Tử Tất Đạt Đa. Noi gương đấy. Thế từ Tất Đạt Đa này, có gia đình rồi vẫn đi đó thôi. Có sao đâu. Cái gì mỗi người có một cái nghiệp của cái người đấy. Thực ra mình cứ lo xa, mình cứ lo nắng cho mọi người. Đôi khi không có mình người ta lại tốt hơn. Mình cứ lo là không có mình thì chắc không biết là nó nương tựa vào ai. Biết đâu có người khác lại lo cho nó tốt hơn thì sao. Thương yêu nó hơn thì sao, chăm sóc nó đầy đủ thì sao. Vì mỗi người sinh ra nó đều có cái nghiệp cả. Sinh ra cõi đời này, mỗi người, tức là
Con người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự, là thai nạn, là quyến thuộc của nghiệp. Tức là con người ta hạnh phúc hay đau khổ là do chính cái nghiệp của người ta tạo ra, chứ không có phải là do một cái người khác đem lại hạnh phúc cho họ, mà họ khổ đau hay họ hạnh phúc là do cái nghiệp mà họ đã tạo trong quá khứ. Vậy thì mình đừng có lo cho ai hết, mọi người ta đều có nghiệp của người ta hết. Cứ lo giải thoát đi rồi mình sẽ giải thoát được cho mọi người. Hỏi tiếp, nên như chúng ta trước hay sau khi đã lập gia đình, những người còn đang do dự ấy. Có ai có cái tư tưởng này không? Mình sẽ lập gia đình xong rồi mình đi xuất gia, hay bây giờ mình sẽ xuất gia trước rồi mới lập gia đình? Cái câu hỏi này phải dành cho người chưa lập gia đình nhé. Vẫn hai chưa lập gia đình nhé. Ai chưa lập gia đình? Đi xuất gia mà trước khi lập gia đình thì có lợi ích gì? Đi xuất gia mà sau khi đã lập gia đình rồi thì có lợi ích gì? Lập gia đình rồi mới đi xuất gia thì sau này về thì có cần cái thứ vật dụng gì về xin cho dễ mà. Nên đi xuất gia trước hay sau khi lập gia đình? Mọi người còn đang do dự ha, vậy thì chẳng được cái luôn đấy. Nên đi trước khi bị trói buộc. Trước khi bị trói buộc, ai trói buộc? Ai trói buộc? Con có trói buộc không? Cái người bạn đời có trói buộc không? Bị trói buộc bởi ai? Bởi ai là cái trói buộc mạnh hơn? Cái dây nào? Cái người bạn đời là cái dây trói buộc mạnh hay là đứa con là dây trói buộc mạnh? Hỏi tiếp, khi đi xuất gia rồi tất đạt đa còn là phái tử nữa không? Vậy những ngày là gì? Như khi là một cái vị đấy là đang làm vua mà đi xuất gia rồi thì vị đó còn là vua không? Sẽ không còn là vua nữa. Khi mình đang làm một cái ông tổng giám đốc mà khi đi xuất gia thì còn làm tổng giám đốc không? Không còn nào. Vậy thì đương nhiên một vị thái tử cũng thế, đi xuất gia rồi cái thân phận tại gia là không còn đâu, không còn giai cấp nữa. Cho nên Đức Phật mới coi tất cả những người đã đi xuất gia là bình đẳng như nhau, không có phân biệt là ông này là giai cấp cao sang, ông này là giai cấp nghèo hèn. Mà ai đi xuất gia trước người đó sẽ là sư huynh, ai đi xuất gia trước người đó sẽ lớn hơn, cũng không phân biệt luôn cả tuổi tác, dù người đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Đi xuất gia, làm lễ xuất gia trước người đó sẽ lớn hơn, người nào vào trong đạo trước người đó sẽ lớn hơn, người nào vào trong đạo sau thì người đó sẽ nhỏ hơn. Tuổi tác không còn quan trọng, vai vế không còn quan trọng, địa vị không còn quan trọng, tất cả mọi thứ không còn quan trọng trong cái hàng ngũ xuất gia nữa. Vào đến đời sống xuất gia là bình đẳng hết, dù vị đó là vua, dù vị đó là công tử, hay vị đó là một đứa người ăn mày, là một người nô lệ. Khi mà đã vào xuất gia rồi là không quên luôn cái thân phận quá khứ, không còn là nghĩ là tôi ở đời tôi là người này, tôi là người kia nữa, mà vào trong đạo là bình đẳng như nhau hết. Xuất gia là thế, mà thay được là một vị đạo sĩ, là một vị sa môn. Từ khi đi xuất gia thì không còn ai gọi là thái tử nữa, mà lúc này thì là ngài đã trở thành một đạo sĩ, là một cái vị khất sĩ, tức là một cái người ăn xin. Sa môn hay là đạo sĩ này cũng là người ăn xin hết, lúc đấy là trở thành một cái người đi xin ăn từng ngày, đi xin ăn từng bữa, đi xin tất cả mọi thứ cần dùng, vì nó từ bỏ tất cả nghề nghiệp, cái đời sống của thế gian là từ bỏ hết, và đi xin tất cả những cái nhu cầu cần thiết cho đến trong đời.
Hỏi tại sao bốn cảnh già bệnh chết và người tu lại xuất hiện trong chuyến du hành của Thái tử? Tại sao bốn cái cảnh tượng này lại xuất hiện ở trong cái chuyến du hành đấy? Bốn cảnh tượng này từ đâu mà đến? Thật sự ra bốn cảnh đấy là do các vị chư thiên biến hiện ra để thức tỉnh Thái tử. Đây là do các vị chư thiên. Mình về cái lúc mà đi dạo chơi bốn cửa thành ấy, là vua Tịnh Phạn đã ra lệnh cho tất cả những người già bệnh chết là phải dạt ra một cái nơi thật xa mà, không để cho Thái tử nhìn thấy nữa. Nhưng mà các vị chư thiên đó vẫn biến hiện ra những cái cảnh này để trước mắt Thái tử để cho Thái tử thức tỉnh. Vậy thì trong sự tu hành có cái sự hỗ trợ của chư thiên không? Có sự hỗ trợ của chư thiên. Chư thiên chỉ hỗ trợ tác động ở bên ngoài. Ví dụ như là Thái tử đã đặt ra tu khổ hạnh 6 năm mà không đắc đạo. Lúc đấy có vị vua trời đến thích, ông cầm cây đàn ông gảy. Có cây đàn có 3 dây. Cái dây căng thì không thành tiếng, dây trùng nó không thành tiếng. Thì có cái dây vừa vừa nó thành tiếng. Đấy là một cái sự thức tỉnh để cho vị Thái tử đó từ bỏ cái lối tu khổ hạnh nhất sát mà thực hành theo con đường trung đạo. Các vị chư thiên cũng có cái sự hộ trì cho cái người tu, nên người tu tập có sự hộ trì. Có vị chư thiên nào mà ngăn cản không? Ác ma cũng là chư thiên, người ta cũng ngăn cản. Thì có thiên với có người cũng thế. Sống ở cõi người này cũng có những người tu được, những người khác hộ trì, mà cũng có những người tu bị những người khác quấy rối. Các vị chư thiên, có vị chư thiên người ta hộ trì người tu hành, có những vị chư thiên người ta quấy rối người tu hành. Để có những cái như thế. Tại sao Thái tử Tất Đạt Đa lại không muốn làm vua? Vì làm vua cũng không thoát khỏi già bệnh chết. Tiếp theo, đây là quá trình xuất gia tầm đạo. Đây là cưỡi trên lưng ngựa kiền chắc, vượt qua thành Aloma, vượt qua cái con sông Aloma này. Đây là cái con sông này là biên giới của nước Katinape với lại cái nước nước của vua Tần Bà Sa La này. Và khi tại ở bên cái dòng sông Anoma này, Thái tử đã cắt tóc Đắc Ca Sa và trở thành một vị sa môn, tự đưa dao lên và cạo tóc. Ở trên hư không này có một cái người mà có bốn đầu này nè. Cái lúc mà ngài đã cạo đầu, lúc ngài cạo đầu, ngài đưa cái nhúng tóc lên hư không, ngài nguyện là nếu ta thành Phật thì cái nhúng tóc này hãy bay ở trên hư không. Thì lúc đấy cái nắm tóc hãy bay trên hư không thì có một cái vị Phạm Thiên ở cái cõi trời sắc cứu cánh thiên bị đỡ lên cái mái tóc hãy bị đưa về để cõi cái cõi trời, cái cõi trời là vua trời Sắc Ca, cõi trời Đạo Lợi, đưa cái nhúng tóc này về và xây bảo tháp tôn thờ ở cái cõi trời để tao đỡ. Còn cái áo choàng của ngài, ngài cởi ra là bị Phạm Thiên này đỡ lên cái áo choàng này. Phạm Thiên này xin cái áo choàng này về cái cõi sắc yêu cánh thiên và xây một ngôi bảo tháp để tôn thờ cái áo choàng này. Thì bây giờ cái nắm tóc này vẫn là tóc sáng lợi và vẫn đang được thờ ở trên cái cõi trời đạo lợi, và cái áo này vẫn đang thờ ở trên cái cõi trời sắc kiêu cánh thiên này. Sau này nên đấy nhớ đi cảnh lễ các cái sáng lợi này ha. muốn sinh về đạo lợi thì dễ, nguyện dâng một bông hoa, nguyện kiếp sau con sinh về cõi trời đạo lợi để con đảnh lễ sáng lợi tóc của Đức Phật, của Thái tử, vậy là được.
mình sinh về sau cái cõi sắc thiếu cái này thì phải tu chứng được quả bất na, chứng được tam quả, mà nguyện sinh về cái cõi cao nhất sắc thiếu cái này thì mình đành lễ được, thì mới gặp được cái ngôi bảo tháp đang tôn thờ cái áo tròn này, ngựa kiền chắc này. Khi mà thái tử đi tu thì buồn quá năm đùng là chết ngay tại chỗ, và sinh về cũng sinh về cõi trời đau đớn. Và lúc đầu ngài đã tìm đến học thiền với đạo sĩ thứ nhất Sarada Karma, ít lâu sau chứng đắc được những gì mà vị thầy đã chứng, nhưng không thỏa mãn nên ngài tiếp tục lên đường, nên mới trở thành một vị sa môn, trở thành một ẩn sĩ. Nhưng mà ngài vẫn phải đi tìm tầm sư học đạo, ngài vẫn nghĩ rằng trên thế gian này vẫn có những cái bậc thầy, có những cái kinh nghiệm, những cái đường lối tu hành về tâm linh, cho nên là ngài vẫn đi tìm thầy để học đạo. Và cái vị thầy này thì lại được đến pháp thiền là Vô Sở Hữu Xứ. Cái thời đấy không có thiền tuệ, chỉ có thiền định, ông thầy này mới chứng được đến cái tầng định thứ bảy, thì chưa chứng được đốt ráo về thiền định. Nên là tiếp tục đến cái vị thầy thứ hai Udaka Ramabuddha, Ramabuddha, Buddha chứ không phải là Buddha, cũng thành tựu được những sở chứng của vị thầy, nhưng ngài không thỏa mãn và tiếp tục ra đi tìm đường giải thoát. Vị thầy này thì chứng được đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, và ngài cũng chỉ tu tập có mấy hôm là ngài cũng đạt được phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng mà ngài không có thỏa mãn vì con đường này chưa đi đến giải thoát sinh tử, cho nên ngài tiếp tục ra đi. Có trong cái quá trình đi tu tập ở bên cái đất nước Ma Kiệt Đà này, thì có gặp vua Tần Bà Sa Na Bimbisara. Ông vua này ông biết đây là một vị thái tử của nước Ca Tỳ Na Vệ bị xuất gia, nên ông đến đảnh lễ, bảo khi nào ngài đắc đạo ngài hãy về độ cho tôi và toàn thể dân chúng Ma Kiệt Đà này. Và lúc đấy thái đạo sĩ Gotama đã chấp nhận cái lời trình mời này. Vua Bimbisara này rất là mộc đạo, thì đến học đi về Anarama Kamnama, một vị đã chứng đắc đến tầng thiền Vô Sở Hữu Xứ, một vị thầy thứ nhất. Ý tưởng này đã phát sinh nơi ngài, không phải chỉ có một mình Anarama Kamnama mới có hạnh tinh tấn, hạnh tinh tấn niệm định tuệ, ta cũng có những đức tài đấy, ta hãy cố gắng chứng ngộ giáo lý. Thế mà Kanama nói rằng chính ông ấy đã chứng ngộ và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Vì một cái người mà muốn thực hành các thì người đó kiểm nghiệm lại xem rằng là mình có đức tin không, có các cái hạnh tinh tấn niệm định tuệ tín tấn, có tinh tấn không, có chánh niệm không, có định không, có tuệ không. Thì thái tử đã kiểm nghiệm lại rằng nên không phải cái vị thầy này mới có những cái hạnh đấy, tín tấn niệm định tuệ đấy, mà ta cũng có những cái đầy đủ những cái hạnh đấy, tín tấn niệm định tuệ, năm cái căn quyền mà có thể chứng được thiền định, nó là phải có đức tin, phải có tinh tấn, phải có chánh niệm, phải có định tĩnh và phải có dự tuệ, phải có trí tuệ. Và thái tử tạm sĩ Tất Đạt Đa thấy là mình cũng có năm cái căn này rất là mạnh mẽ, cho nên là thực hành thiền định nó rất dễ dàng, nên ngài đã chứng đắc được cái pháp của vị thầy một cái rất dễ dàng. Không bao lâu sau chính tạm sĩ Gotama cũng chứng ngộ và thành đạt trạng thái ấy do trí tuệ và trực giác. Thì bây giờ mình muốn học một cái pháp thì mới một cái vị thầy cũng cứ phải có cái sự tác ý như thế, không phải là cái ông thầy này ông mới có tín tấn niệm định tuệ, ta cũng có tín tấn niệm định tuệ, vậy ông thầy này chứng đắc được cái gì, ta cũng sẽ chứng đắc được cái đấy. Với cái tâm lý như vậy thì mình sẽ thực hành
một cách nỗ lực chuyên cần, và mình sẽ thành tựu được những cái pháp mà những cái vị thầy đấy hướng dẫn. Thì đấy là cái kinh nghiệm tu tập của đạo sĩ Tất Đạt Đa cái lúc mà ngài đi học đạo. Chính vì vậy cho nên là Đức Phật thường chọn cái cõi người để giáng sinh, đản sinh xuống cõi người và đi xuất ra thành Phật ở cõi người, là để cho cái nhân loại này người ta nghĩ được là cái ông này ông cũng là người mà ông tu Đắc Đa, vậy mình cũng là người mình sẽ tu Đắc Đa. Cho nên mà một vị Phật sinh ở cõi trời thì đến lúc một cái vị đấy mà xuống nhân gian này giáo hóa thì nhân gian thì người ta sẽ nghĩ rằng là ông ấy là thiên thần, ông ấy đắc đạo được, còn mình là cái người nhân gian này, nhân giới này thì làm sao mà tu được. Vậy là người ta mất niềm tin, người ta không có tin vào chính mình, vậy là người ta không thành tựu được. Còn những người ở cõi trời thì họ lại suy nghĩ rằng là mấy cái người ở cõi người thì người ta có cái thân thể nó thô thiển như vậy, cái đời sống của họ khổ cực như vậy mà họ còn tu được, huống chi là mình là thiên thần mà lại không tu được. Chính vì vậy cho nên là họ có thể tu tập được giáo pháp rất dễ dàng, bởi vì họ có niềm tin. Nên là có tin thì có tấn, có niệm, có định, có tuệ. Đấy là cái lý do mà tất cả các vị Phật đều ra đời ở cõi người là vậy. Ngài làm gương cho trời của người mà các cõi trời khác để có thể tu tập được. Đạo sĩ Kalama đã mời Ngài ở lại để cùng nhau dẫn dắt nhóm đạo sĩ ấy, nhưng sự chứng đắc ấy chưa làm Ngài thỏa mãn, Ngài đã từ chối và đã đi. Khi mà Ngài chứng đắc cái pháp thiền của vị thầy thứ nhất, vị thầy đó mời Ngài là hãy ở lại và cùng tôi, chúng ta hãy dẫn dắt cái nhóm đạo sĩ này. Và lúc đấy cái vị thầy là nhường lại cho Ngài một nửa số đệ tử, và bây giờ tôi dạy một nửa số đồ chúng này, còn Ngài hãy dạy một nửa số đồ chúng này. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa thấy rằng con đường này chưa cứu kính, chưa giải thoát, cho nên Ngài tiếp tục ra đi. Ngài tìm đến vị thầy thứ hai là Uddhakaramabutta và đã học được từ vị thầy này phát thiền phi thường phi thường xứ. Vị thầy này cũng nhường lại cho Ngài toàn bộ đội chúng và mời Ngài ở lại làm thầy dạy bảo nhóm đạo sĩ. Nên là khi đến với vị thầy thứ hai Uddhakaramabutta, nhưng mà Ngài cũng nhận thấy cái phát thiền này chưa phải mục tiêu cứu cánh, nên Ngài đã từ chối và tiếp tục ra đi. Vị thầy thứ hai Ngài cũng vẫn đã đi, và lúc này Ngài quyết định tu khổ hạnh. Đây là chương tiếp theo, chương này nói về sự tu khổ hạnh, 6 năm tu khổ hạnh rộng rãi, đại thất kinh nghiệm thiền tọa chân thành đạt quả, mà bình và cõi đều đại tiếng hoan nghênh muôn vật thành nhớ ơn tế độ. Tự mình sẽ tìm ra cái con đường đi đến giải thoát, thì không còn ai để học nữa. Ngài tin là tự mình Ngài sẽ tự mình tu tập. Thì lúc đấy với cái kinh nghiệm của mình thì Thái tử Tất Đạt Đa biết được rằng là cái nguyên nhân khiến cho chúng sinh bị luân hồi sinh tử chính là các cái tâm bất thiện, ví dụ như là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm phóng dật, tâm hoài nghi, tâm chạm hối, tâm ganh tị, tâm bọn xẻ. Tất cả những cái tâm bất thiện đấy là cái nguyên nhân khiến cho chúng sinh bị khổ đau. Nhưng mà cái phương pháp để mà đối trị, để mà diệt trừ cái tâm bất thiện đấy, thì lúc đầu Ngài đã sử dụng rất nhiều các cái cách thức, và Ngài nghĩ rằng là diệt trừ nó lấy tâm đối trị tâm, lấy tâm đánh bại tâm, lấy tâm đè nén tâm, tức là Ngài lấy những cái tâm thiện để đè nén cái tâm bất thiện, Ngài lấy cái tâm thiện để chế ngự cái tâm bất thiện, Ngài lấy những cái tâm thiện để
hàng phục cái tâm đó thiện. Mà tất cả những cái pháp đối trị đấy nó đều không có hiệu quả. Và suốt 6 năm trời Ngài đã hành hạ cái thân thể của mình, có thể làm cho Ngài nghĩ rằng là làm cho cái thân thể này nó trở nên tê liệt, nó trở nên khổ não, nó tức là hành hạ ép sát. Thì đồng thời mình sẽ diệt trừ được những cái tâm bất thiện đấy. Nhưng mà tất cả những cái nỗ lực đấy cuối cùng đều không có thành công. Thì lúc đầu ở trên thì đạo sĩ đó đã đi đến một cái khu rừng ở xứ Uruvena bên cạnh dòng sông Niên Thiền. Nên là có một cái cánh rừng nó rất là rậm rạp tươi tốt, bên cạnh là một cái dòng sông Niên Thiền. Và Ngài đã dụng ở đây thì dụng công tu khổ hạnh cùng với năm anh em Kiều Trần Như. Nói với anh em Kiều Trần Như này, ông Kiều Trần Như cũng là một cái vị thầy xem tướng. Nên là lúc vị thái tử mới ra đời thì ông ấy đã biết là cái vị này tương lai sẽ thành Phật, cho nên ông ấy khi mà thái tử đi xuất gia là ông đi theo cùng với 4 người con của những cái vị thầy tướng trong số 7 cái vị thầy để xem tướng cho thái tử lúc mới ra đời. Thì những cái ông thầy tướng kia lớn tuổi rồi không đi nữa thì ông cho những người con đi, và ông dặn những người con là sau này vị ấy sẽ thành Phật, các con hãy đi tu và sau này sẽ trở thành đệ tử và sẽ giác ngộ được cái tâm pháp của vị đó. Và đó gọi là nhóm 5 anh em Kiều Trần Như đi để hộ trì cho thái tử, cho đạo sĩ Tất Đạt Đa tu ở trong cái khu rừng này. Cô Nanda Kiều Trần Như Ba Di Gia Vọt Ba Ma Ra Na Ba Ba A Sa Chi Thầy Nam Mô. Đây là tu khổ hạnh ở trong rừng. Lúc đầu thì thái tử nên dùng rất nhiều những cái phương thức tu khổ hạnh như là nín thở để đè nén những cái tâm bất thiện không thành công, thì Ngài mới định là tuyệt thực. Khi mà Ngài mới khởi lên cái ý định tuyệt thực thì các cái vị thiên thần ở xung quanh nói là nếu Ngài không nhịn ăn thì chúng tôi sẽ rưới những cái chất bổ của chư thiên lên trên người Ngài để tẩm bổ cho cái thân Ngài, Ngài không bao giờ chết được. Thì Ngài mà khất tăng không cần điều đó, Ngài từ chối cái điều đó và mỗi ngày Ngài chỉ ăn có một chút xíu, một nắm hạt mè, hạt đậu gì đó để đủ để nuôi dưỡng cái thân này thôi. Nghĩ là nhịn ăn như thế là con đường để giải thoát, nhưng mà cuối cùng tất cả những cái phương pháp đấy vẫn không đi đến giải thoát. Các cái pháp tu của Ngài, thứ nhất là chế ngự tâm, cắn chặt răng lại, ép lưỡi lên nọc họng, dùng tâm đè nén, chế ngự và tiêu diệt phiền não. Đấy là cái cách thức mà lúc đầu, vì cái lúc đấy giáo pháp giác ngộ chưa có ở thế gian, cho nên rằng là mặc dù Ngài là một cái người tha thiết muốn diệt trừ những cái tâm bất thiện, muốn tiêu diệt đến tận gốc rễ của những cái tâm bất thiện, những cái phiền não ở trong lòng, nhưng mà Ngài đã sử dụng những cái phương pháp, dùng những cái sức lực của tâm để đè nén tâm, tiêu diệt những cái tâm bất thiện, nhưng không cái phương pháp này không thành công. Đây là chế ngự tâm bất thiện này. Nhưng người ở thế gian thì người ta chỉ chú trọng vào cái việc là chữa những cái thân bệnh, mà trong khi đó bên trong mình có rất nhiều cái tâm bệnh mà không có ai đi tìm một cái con đường nào để tiêu diệt, để diệt trừ cái tâm bệnh. Mà là một cái người đầu tiên đi tiên phong trong cái tìm ra cái thuốc để chữa lành các tâm bệnh chính là Thái tử Tất Đạt Đa. Người đầu tiên khởi lên cái tư tưởng là phải diệt trừ các phiền não. Chứ trước đó chưa có ai nghĩ đến cái chuyện là phải diệt trừ phiền não. Trước đó không có ai nghĩ. Và người ta cứ nghĩ là cái tâm tham nó khởi lên đó là chuyện bình thường, cái tâm sân nó khởi lên là chuyện bình thường, nhưng cái tâm bất thiện nó khởi lên là chuyện bình thường. Đấy. Và chưa có ai nghĩ ra cái chuyện là ta sẽ đi diệt trừ những cái tâm này. Mà chỉ có một cái người đầu tiên nghĩ ra cái chuyện đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Và ngay cái lúc mà Ngài tu khổ hạnh này thì nhằm đến cái mục tiêu
diệt trừ các phiền não. Và cái tiếp theo là hành thiền nín thở, kiểm soát hơi thở ở miệng ở mũi, thì con luồng gió thoát ra từ lỗ tai. Kiểm soát hơi thở ở miệng ở mũi ở tai thì con luồng khí xuyên qua đầu, qua bụng và cảm giác như bị thiêu đốt, những cảm giác cực kỳ đau đớn khởi sinh đến thân nhưng nó không làm tổn hại đến tâm. Thì cái sự áp sát tu tập này như vậy, đè nén như vậy, và ngài nghĩ rằng là nín thở, kiểm soát những cái hơi thở này, đây cũng là một cái cách nín thở như vậy để với cái mục tiêu là để cho những cái tâm bất thiện nó đừng khởi lên, diệt trừ nó bằng cái cách này, nhưng vẫn không thành công. Thì lúc này ngài chưa hiểu ra được cái pháp duyên khởi, chưa biết được đâu là cái nguyên nhân nó sinh lên những cái tâm bất thiện này. Cho nên là ngài vẫn đang thực hành sai, giống như là một cái người mà bây giờ mình thấy cỏ dại nó mọc đầy ở vườn ấy. Đấy, và mình đấy liềm cắt nhưng ngày hôm sau nó lại mọc lên, thì các cái pháp tu này nó cũng y như thế. Đấy, cứ diệt được cái ngọn cỏ này, hôm sau cái gốc rễ nó còn đấy nó lại mọc lên. Các cái pháp tu khổ hạnh của thế của đạo sĩ Tất Đạt Đa đến lúc đầu nó cũng thế, cứ đi nghe nó diệt trừ cái ngọn mà không có no là diệt trừ cái gốc rễ, cho nên là không sao diệt được. Như là một người cứ cắt cỏ xong nó lại mọc, vài hôm sau lại mọc, cắt xong vài hôm sau nó lại mọc. Đấy là cái cách hành thiền. Rồi đến phương pháp nữa là tùy thực, Bồ Tát khởi lên ý nghĩ tùy thực. Thì có những vị trời nói rằng nếu ngài không dùng vật thực nữa thì chúng tôi sẽ rót trên thân ngài những chất bột của cảnh trời để nuôi sống ngài. Tất cả những cái phương pháp chế ngự tâm không thành công thì ngài nghĩ đến cái phương pháp nhịn ăn. Thì ngài nghĩ là nhịn ăn rồi thì cái thân này nó gầy mòn rồi thì nó không có khởi nên cái, lúc đấy ngài chỉ đối trị cái tâm, ví dụ như là mắt thì nó tham với cảnh trần, tai thì nó tham với âm thanh, mũi thì nó tham với mùi hương, lưỡi nó tham với vị, thân thì nó tham với các cái cảm xúc ở bên ngoài. Thế thì bây giờ lúc đấy ngài mới làm cho tất cả các cái căn này nó gầy mòn, nó khô héo đi, để cho nó không khởi lên những cái cảnh ái luyến với cảnh trần nữa. Nhưng mà cái cách thức này cũng không thành công. Dù có ngài có tu tập đến khô cạn hết dòng máu thì những cái tâm bất thiện nó vẫn khởi lên, vì nó không được diệt trừ từ gốc rễ. Dù ngài cũng đè nén nó bằng mọi cách thức nhưng mà vẫn không thể diệt trừ được. Và ngài từ chối các vị thiên thần rằng điều đó không cần thiết, rồi ngài chỉ dùng mỗi ngày một chút ít vật thực đủ để nuôi sống thân mà thôi. Vì thiếu dinh dưỡng nên thân hình của ngài trở thành gầy mòn, chỉ còn lại bộ da bộ xương. Lần đầu các nhà khổ hạnh đệ nhất trong quá khứ cũng chỉ tu hành đến mức như vậy. Cái sự tu hành của ngài đã đạt đến cái mức đỉnh điểm, đã đạt đến cái mức kỷ lục. Và tất cả những người đã tu hành khổ hạnh ở trong quá khứ cũng không ai có thể tu hành đến một cái mức hơn được thế nữa. Chỉ tu hành khổ hạnh đến mức thế là cùng. Các nhà tu hành khổ hạnh trong tương lai cũng chỉ tu được đến mức thế là cùng. Tức là lúc đấy là nó đã sát kề sát với lại cái mức giữa sự sống và cái chết ấy. Tức là tu đến cái mức xả thân cầu đạo, thực hành khổ hạnh, vắt kiệt hết sức lực, không còn có thể khổ hạnh hơn được nữa. Lúc đấy ngài mới dừng lại. Ngài có mấy ngày suy nghĩ như vậy. Các nhà khổ hạnh trong quá khứ cũng chỉ tu được đến cái mức này. Các nhà khổ hạnh trong tương lai cũng chỉ chịu đựng được đến cái mức như vậy là cùng, không thể nào hơn được nữa. Mặc dù vậy, ngài vẫn chưa giác ngộ được chân lý. Vậy thì cái con đường tu khổ hạnh này không phải là con đường đi đến giác ngộ. Và lúc đấy này thì có thể có một con đường nào, một đạo lộ nào, một phương pháp nào, một cách thức nào nữa có thể dẫn đến giác ngộ chăng? Và ngài đã suy nghĩ như vậy. Trong lúc ngài đang suy nghĩ như vậy thì có một vị thiên trục Sắc Ca, cái vị vua ở cõi trời Đao Nợ Đế Thích,
Mẹ đã dùng cái tiếng đàn để đánh thức khai tử. Tiếng đàn có 3 cái dây, cái dây trùng, một dây căng và một dây vừa vừa. Thì khi mà nghe đến cái tiếng đàn này thì thái tử rất là đa sức kịch, thì có con đường trung đạo giống như tiếng đàn kia, là cái con đường đi đến giác ngộ. Cho nên ngài quyết định từ bỏ cái lối tu khổ hạnh và quyết tâm đi theo cái con đường trung đạo này. Thành trung đạo đây là trước đây thành đạo, ngài đã nhận cái bát, cái bát cơm cháo sữa của nàng Sujata. Bồ Tát đã từ bỏ lối tu khổ hạnh và trở lại ăn uống bình thường để lấy lại sức lực tiếp tục tham thiền nhập định. Hôm nay ngài bắt đầu ăn uống cho đầy đủ chứ không ăn đói nữa. Năm người bạn đồng tu thấy ngài thay đổi phương pháp như vậy thì nghĩ rằng ngài đã thối chí không thể đắc đạo được nên đã sinh tâm chán nản và bỏ đi. Năm người bạn này thì không có hiểu cho nên rằng là định bỏ đi. Đây là cái cảnh tượng này. Cái vị Sakka đây đánh cái đàn 3 giây và cái lúc này là ngài ăn nhiều đồ khác nhau và năm anh em không kiều trần như này thấy vậy thì thất vọng, nghĩ rằng cái vị này không còn muốn tu nữa rồi, chán cái lối sống khổ hạnh rồi, chắc là vị này bỏ tu. Và năm ông kia nghĩ rằng vị này chắc là muốn hưởng thụ cái đời sống dục đẹp nên bỏ đi.
Chẳng được câu hỏi, Thái Tuệ Di Đà Tha đã làm lễ xuất gia ở đầu.
lễ xuất gia ở cái chùa nào? Hôm nay đi chùa nghe là lễ xuất gia ở đâu? Bên bờ sông Anoma. Tóc và áo choàng của ngài được đang được tôn thờ ở cõi nào? Tôn thờ ở cõi nào? Tóc của ngài được, cái tóc của ngài giờ đang ở đâu? Áo choàng của ngài tôn thờ ở đâu? Lúc cái tóc nó bay đi đâu? Nó bay vào cái bát của cái vị nào? Của vị đế thích, của vua trời đế thích ở cõi Đao Lợi Thiên. Tóc của ngài đang tôn thờ ở cõi trời Đao Lợi, còn áo choàng thì tôn thờ ở cõi Sắc Hữu Cánh. Tại sao Bồ Tát Siddhartha phải trải qua 6 năm tu khổ hạnh? Tại sao phải trải qua 6 năm tu khổ hạnh? Bây giờ ai muốn tu có cần phải trải qua 6 năm tu khổ hạnh không? Có cần phải trải qua 6 năm khổ hạnh mới đắc đạo được như Thái tử, như Đạo sĩ Tất Đạt Đà? Vậy thì cái 6 năm tu khổ hạnh đấy là lúc đấy ngài có khổ không? Có khổ không? Mà khổ thì là kết quả của nghiệp thiện hay của nghiệp bất thiện? Khi mà mình có một cái sự khổ nào đấy trên thân thì đấy là quả của nghiệp thiện hay quả của nghiệp bất thiện? Đây là nguyên nhân, đây là lý do mà Bồ Tát phải tu 6 năm khổ hạnh này. Đó là quả báo của một cái nghiệp bất thiện từ kiếp quá khứ. Khi nào một vị Bà La Môn Chotibana đã xúc phạm đến Đức Phật Kassapa bằng 6 lần nói: việc gì ta phải kính lễ vị Sa Môn trong đầu ấy? Đây là cái đời của quá khứ, mà khi Phật Kassapa ra đời ấy, lúc đấy là Bồ Tát sinh ra là một cái vị Bà La Môn và rất là kiêu ngạo về cái dòng dõi Bà La Môn của mình. Và lúc ấy có một cái người bạn là thợ gốm. Cái người bạn thợ gốm này là thuộc giai cấp nô lệ rất là thấp. Và lúc ấy hai người bạn này đi tắm ở bên bờ sông. Cái người bạn thợ gốm ấy đầu tiên là muốn rủ Bà La Môn Chotibana là hãy đi đến đảnh lễ Đức Phật. Nhưng Bà La Môn Chotibana cứ nói là việc gì ta phải đi đảnh lễ vị Sa Môn chọc đầu ấy. Người bạn rủ đến lần thứ hai cũng nói câu này. Người bạn rủ đến lần thứ ba vẫn nói câu này. Lúc ấy là ba câu. Và vậy thôi, chúng ta hãy đi ra bờ sông để tắm. Thì cái người bạn thợ gốm mới dẫn ngài đến cái bờ sông mà nó gần với cái tịnh xá của Đức Phật Kassapa này. Và hai người bạn tắm xong rồi, cái người bạn thợ gốm mới lại tiếp tục nói là: này bạn, bây giờ chúng ta hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì cái vị Bà La Môn lại nói tiếp: việc gì ta phải kính lễ vị Sa Môn trong đầu ấy? Nói đến lần thứ hai cũng trả lời câu đấy. Nói đến lần thứ ba và cái vị Bà La Môn Chotibana vẫn trả lời câu đấy. Và 6 cái câu nói liền. Thì cái người bạn không chịu được nữa, nắm lấy tóc ngài lôi đi, không đi cũng phải đi. Thì lúc đấy ngài vị Bà La Môn Chotibana này mới bảo: chắc được rồi, ta sẽ đi, bỏ tay ra. Rồi lúc đấy là ngài mới chịu đi đến để nghe Đức Phật Kassapa thuyết giảng. Thì nghe xong cái bài pháp đấy một cái, thì cái vị Bà La Môn Chotibana mới quay sang hỏi người bạn là người thợ gốm ấy: là thế bạn nghe pháp của Đức Thế Tôn có hay không? Thì người bạn thợ gốm bảo: rất là hay. Và hay thế, vậy bạn có điểm sao bạn không đi xuất gia? Và bởi vì tôi còn cha mẹ già không đi xuất gia được. Và cái người Bà La Môn Chotibana nói: ta sẽ đi xuất gia, gặp được giáo pháp như thế này mà không đi xuất gia thì thật là uổng. Và cái Bà La Môn Chotibana này đi xuất gia ngay ngày hôm sau. Bà La Môn Chotibana là ai? Là ai? Là tiền thân của Đức Phật đấy. Là tiền thân, là vị lúc cái đạo đang là Bồ Tát, đang tu hành Bồ Tát. Vì có 6 cái câu nói là việc gì ta phải kính lễ vị Sa Môn trọng đầu ấy. Đấy là cái nhân bất thiện. Nó thuộc về cái nghiệp gì? Khẩu nghiệp.
chính cái khẩu nghiệp này nó đã xui khiến cho ngài trải qua 6 năm tu khổ hạnh. Đấy là một cái quả báo này, quả báo của một cái nghiệp bất thiện trong quá khứ đấy, không phải là một công nghiệp đâu. Chứ nhiều có những vị Phật thì chỉ tu 7 ngày là, có những vị Bồ Tát thì chỉ cần tu 7 ngày là đắc đạo, có những vị chỉ tu 7 tuần là đắc đạo. Nhưng mà Bồ Tát Tất Đạt Đa phải tu tới 6 năm, bởi vì đấy là một cái kết quả của một cái nghiệp bất thiện. Và khi mà cái nghiệp bất thiện nó hết đi rồi, lúc đấy ngài mới ngộ ra con đường trung đạo. Ngài tu trong một đêm lúc đấy là đắc đạo. Khi mà ngộ ra con đường trung đạo rồi, ngài tu có mỗi một ba, từ canh thứ nhất đến canh thứ ba là ngài giác ngộ rồi. Và tiếp, mục đích tu khổ hạnh là để làm gì? Lúc mà ngài tu khổ hạnh để làm gì? Thường thường các ngoại đạo người ta tu khổ hạnh, người ta muốn cầu xin về, xin về các cõi trời, xin về các cõi thiên giới, cõi phạm thiên hoặc là cõi trời dục giới, hoặc là xin. Nhưng mà Bồ Tát thì có tu khổ hạnh để sinh thiên không? Mục đích tu khổ hạnh là để diệt trừ các tâm bất thiện. Lúc đấy là chỉ hướng đến cái sự là diệt trừ các tâm bất thiện, nên nỗ lực ra sức để tu khổ hạnh nhưng mà không thành công. Nhân duyên gì khiến cho ngài thức tỉnh con đường trung đạo? Ngài hãy trả lời được đã. Nghe tiếng đàn của Thiên Chủ Sakka. Tiếp, đạo sĩ Siddhartha tu khổ hạnh như vậy, khổ hạnh ấy là thân khổ hay tâm khổ? Ngài trả lời câu này cho đỉnh 10. Lúc mà ngài tu khổ hạnh như vậy thì sao? Thì thân khổ hay tâm khổ? Bây giờ mình trong bụng mình đói thì cái gì nó khổ? Khi mà bụng đói thì cái gì nó khổ? Khi mà bụng đói mà có người người ta rủ cho mình một cái gì đấy, mình có thấy đói nữa không? Bụng đang đói mà có người ta không có cho thức ăn mà người ta đem tiền đến cho thì lúc ấy có hết đói không? Không hết đói, nhưng mà trong bụng có vui không? Có vui, cái lúc ấy vui còn thấy đói nữa không? Vui nó sẽ quên mất đói. Vậy thì cái sự tu khổ hạnh này nó khổ hạnh về cái gì? Thân khổ hạnh. Sự tu khổ hạnh của ngài mà thì có khổ cái thân chứ không có khổ cái tâm. Tâm khổ. Khi tu khổ hạnh như vậy là tạo nghiệp thiện hay tạo nghiệp bất thiện? Lúc mà tu khổ hạnh ấy là tạo nghiệp gì? Có tạo nghiệp không? Lúc đang tu khổ hạnh có tạo nghiệp không? Nghiệp đấy là nghiệp gì? Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện? Tại sao? Nếu mà nó là nghiệp thiện thì tại sao? Nó là nghiệp bất thiện thì tại sao? Bây giờ mình nhịn đói mình có tạo được nghiệp gì không? Bây giờ cái bụng đói, bữa tối không ăn này, tạo được nghiệp gì không? Tạo được cái nghiệp giữ được giới không ăn thịt thời ấy. Vậy thì tu khổ hạnh là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện? Thiện à? Hay là bất thiện? Bất thiện. Ai bảo bất thiện? Ai bảo thiện? Đây là cặp chân đời cả hai. Khi mà chiến đấu với phiền não thì là thiện nghiệp. Một cái người có cái tác ý là phiền não này là bất thiện, cần phải đoạn trừ nó, thì cái tâm đấy là tâm thiện. Còn cái tâm là cho rằng tu thế này sẽ đi đến giác ngộ là tà kiến, thì nhiều sai là ác nghiệp. Thì trong cái đấy nó có cả hai. Cái lúc mà khởi lên cái tâm là cho rằng cái con đường này tu sẽ đi đến giác ngộ, thì cái lúc đấy là tà kiến,
Cái tà kiến đấy là hiểu ra, tà kiến đấy là khác nghiệp. Còn cái lúc mà đang nỗ lực mà đoạn trừ những phiền não thì lúc đấy lại là thiện nghiệp. Cái lúc đấy nó khởi đến tâm thiện, đấy cái tâm thiện để chế ngự các tâm bất thiện. Mà cái thiện đấy là nó thuộc về thiện gì? Thiện dục giới hay thiện sắc giới hay thiện vô sắc giới hay thiện siêu thế? Lúc đấy thì nó là thiện dục giới thiện nghiệp. Vậy thì trong cái sự tu tập tập đấy nó có cả hai nghiệp, nó có cả thiện nghiệp và có cả bất thiện nghiệp. Vâng, sau khi mà Ngài đã từ bỏ cái lối tu khổ hạnh và trở lại ăn uống bình thường, khỏe mạnh rồi, và một hôm thì Ngài đã trong trước cái đêm mà thành đạo, trước cái đêm thành đạo ấy, Ngài ngủ mà Ngài nằm mơ thấy có năm cái điểm báo. Một là mơ thấy gối đầu trên đỉnh núi Tuyết Sơn và tứ chi chạm đến bốn biển, đó là điểm báo Ngài thể thành Phật. Giấc mơ thứ hai là Ngài thấy có từ trong một cái cây nó mọc từ rốn mà nó xuyên qua các tầng mây, đó là điểm báo Ngài sẽ tu tập và giáo hóa chúng sinh theo Bát Chánh Đạo. Đây là cái giấc mơ mà Ngài thấy gối đầu trên núi tuyết và hai chân, hai tay của Ngài đặt ở trên bốn biển. Đấy là cái sự cao thượng. Điểm thứ ba, giấc mơ thứ ba là thấy con chim, thấy chim bốn màu từ bốn phương trời bay đến đậu dưới chân Ngài, là điểm báo bốn phương thiên hạ đều tôn Ngài làm thầy. Cái giấc mơ thứ tư là thấy vô số người áo trắng quy tụ dưới chân Ngài, là điểm báo tương lai trong giáo pháp của Ngài sẽ xuất hiện vô số cư sĩ nghiêm cẩn đối với giáo pháp. Điểm báo thứ ba, điểm báo thứ năm là đi kinh hành trên núi toàn phân dê nhưng chân của Ngài không bị vấy bẩn, đó là điểm báo tương lai Ngài sẽ được sự cung kính cúng dường của trời người nhưng tâm của Ngài hoàn toàn vô nhiễm. Ngài nhận được rất nhiều cái sự cung kính cúng dường nhưng mà Ngài không bao giờ còn ái nhiễm với những cái vận động này nữa. Đây là những cái giấc mơ. Giấc mơ một cây từ nón mọc xuyên thủng các tầng mây, đó là cây giác ngộ mà xuyên thủng cái mây vô minh. Chim bốn màu ở bốn phương bay đến quy tụ, là bốn phương sẽ quy tụ lại làm đệ tử của Ngài. Cư sĩ mặc áo trắng đầy dưới chân Ngài, và Ngài đang đi trên một cái núi phân dê nhưng mà không có nhiễm. Và trong cái đêm tu tập ấy, thì Ngài bị ác ma nhiễu loạn. Cái lúc này là ác ma bắt đầu biết là Ngài sắp thành Phật, và cái nếu như lần này quấy nhiễu được Ngài thì cản trở được cái sự giác ngộ của Ngài, cho nên ác ma đã kéo cả binh hùng tướng mạnh đến để quấy nhiễu Ngài, không cho Ngài tu. Ma là gì? Nó có năm loại ma mà nó quấy phá. Có một cái loại đó là thiên ma, có phiền não ma, có loại hành ma, uẩn ma và tử ma. Thì ma này nó có hai cái ma bên ngoài và ba cái ma trong lòng. Những cái ma bên ngoài như là các cái vị chư thiên là cõi trời, họ có tà kiến, họ nghĩ rằng một cái người mà giác ngộ rồi thì sẽ vượt ra ngoài cái sự cai quản và chi phối của mình, cho nên là người ta quấy phá những người đang tu tập tiến bộ, đây là hàng thiên ma. Còn ba cái ma trong phiền não ma, hành ma và uẩn ma thì đấy là cái người mà có cái tà niệm, mình khởi lên những cái tà niệm, mình suy nghĩ những cái điều bất thiện. Và nhất là những cái người mà tu tập đến một cái mức độ cao, người hành thiền định, cái lúc mà có một chút định là mình cứ tưởng những cái tà niệm, là cái tưởng đấy nó là những cái uẩn này, nó sẽ làm cho mình suy luận và mình bị trở nên hoang tưởng rất là nhiều thứ, rất nhiều người. Và hành thiền tuệ như vậy nó cũng có cái giai đoạn là thiền não quán,
làm cho người đó có rất nhiều cái tưởng xa. Đấy là những cái ma trong lòng. Có những cái ma mà có những cái tâm bất thiện như mình khởi lên những cái tâm tham ái, tham dục, những cái tâm sân hận phiền não, tất cả những cái đấy nó đều là ma trong và ma bên ngoài. Nó là tự ma, là cái những cái chúng sinh, những cái quỷ thần là chết nên làm các cái loại ma cửa. Đấy là năm cái loại ma này. Trong đó thứ ba ma bên trong. Trước sự quấy nhiễu của các loại nội ma và ngoại ma, ngài vẫn vững tâm tham thiền nhập định, không hề dao động tâm tư, khiến cho sự quấy phá của ác ma hoàn toàn thất bại. Cái lúc đấy cả trong tâm và bên ngoài nó đều quấy phá, những cái nội tâm nó cũng khởi lên những cái tâm bất thiện. Thì lúc đấy phải giữ cái chánh niệm mạnh thì nó diệt trừ được cái tâm bất thiện. Còn cái sự quấy nhiễu của ác ma bên ngoài thì phải đối trị làm sao? Các ma bên ngoài nó quấy nhiễu thì lúc đấy ngài phải nương tựa đến các cái pháp ba la mật. Cái lúc mà bị ác ma bên ngoài nó quấy nhiễu, ngài phải tưởng niệm đến các ba la mật mà đã tu trong suốt bốn a tăng kỳ kia khoảng 100 ngàn đại kiếp. Thì lúc đấy các cái pháp ba la mật đấy nó giống như một cái tòa kim cương nó bao bọc lên thân thể của ngài. Thì tất cả những cái pháp thuật, những cái vũ khí của ác ma nó không thể tác động được đến thân thể của ngài. Và lúc đấy ngài đã chiến thắng được ác ma. Như ác ma mới nói là này, tất đã đa cái tòa ngồi đấy là của ta, ông hãy đi chỗ khác. Bởi vì tất cả đại chúng ở đây đều làm chứng cho ta, cái tòa ngồi đấy là của ta. Và lúc đấy thái tử tất đa đa, lúc đấy đạo sĩ tất đa đa, bồ tát tất đa đa mới nói là tòa ngồi này là của ta, đây là công đức tu tập rất nhiều đời nhiều kiếp của ta. Lúc đấy cái tòa ngồi biến thành kim cương nó bao bọc lên ngài. Và lúc đấy ác ma mới nói thế ai làm chứng cho ngươi? Thì lúc đấy Đức Phật mới chỉ tay xuống đất, nói là đất làm chứng cho ta. Thì mỗi một khi mà trong cái những đời kiếp quá khứ, mỗi một khi mà làm một cái pháp ba la mật nào, tu một cái công đức nào, thì vị Bồ Tát thường dội nước vào tay. Và cái nước ở trên bàn tay nó ngấm xuống đất, thì đất ở đấy đã làm bằng chứng cho tất cả những cái pháp ba la mật của ngài. Thì lúc đấy từ ở dưới đất nó vọt lên một cái nguồn, một suối nước. Thì đấy là những cái biển nước mà ngài đã dội vào tay sau khi làm các cái thiện nghiệp, nó nhiều như biển. Tức là những cái mà ngài đã làm các cái pháp ba la mật nó cũng lớn như biển này. Đấy, và một cái cơn sóng nước ấy nó cuốn phăng hết tất cả ác ma này. Và lúc đấy là ngài an nhiên tự tại và ngồi quán tưởng. Lại cái đời sống quá khứ, trong buổi lễ hạ điện ngài đã ngồi tham thiền dưới gốc cây châm và chứng đắc sơ thiền, đó phải chăng là con đường dẫn đến giác ngộ? Đến cái đêm cuối cùng ngài mới bắt đầu mới nhớ lại được cái pháp tu mà lúc này còn rất nhỏ. Đó là ngài đã chú tâm vào hơi thở và đắc sơ thiền. Và lúc này ngài thiết lập lại cái pháp thiền này, cái đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Khi mà chứng đắc được tứ thiền rồi, bắt đầu ngài phát triển lúc mà minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền với tâm định tĩnh vững chắc bất động. Ngài nhớ đến rất nhiều các cái đời sống quá khứ, một đời, hai đời, mười đời, hai mươi đời, 100 đời, 1000 đời, 100 ngàn đời và nhiều thành kiếp, nhiều ngoại kiếp. Đấy là những cái lúc mạng mình. Và ở đó ngài có tên như thế nào, trưởng thành trong gia đình nào, giai cấp nào, kiên cứ những gì, sự vui khổ thế nào, chết ra làm sao, rồi từ đó đi ngài tái sinh vào cảnh giới nào. Đấy là cái túc mạng mình, ngài nhớ được rất nhiều đời sống quá khứ, cả những nét đại cương và chi tiết như vậy. Đây là thời gian thứ nhất của ngài chứng độ vào cảnh thứ nhất lên thành đạt. Thiên nhãn minh và phá tan lớp vô minh có liên quan đến quá khứ. Ngài dẫn tâm hướng tâm đến đời sự sinh diệt của chúng sinh. Ngài đẩy chúng sinh chết từ kiếp này sang về một kiếp khác. Đấy là cái lúc này ngài mới thấy được chúng sinh có những cái kiếp sống khác nhau. Chết chỗ này sinh về một cái kiếp sống khác theo cái nghiệp của mình, do các hành động thiện hoặc bất thiện về thân. Lời nói ý nghĩa khiến chúng sinh phải tái sinh và các cõi sống khác nhau, lại có sự đau khổ hoặc an vui khác nhau. Đây là cái minh thứ hai. Cho nên là thế gian này mới có những cái người tốt, người xấu, người may mắn, người bất hạnh.
do những cái hành động tạo nghiệp khác nhau. Đây là tuệ giác thứ hai. Ngài chứng ngộ vào đêm, vào canh thứ hai đêm thành ra. Và cuối cùng ngài chứng được nộp tận minh, ngài đã dẫn tâm hướng tâm đến sự chấm dứt các pháp trầm luôn, đúng với thực tại. Nhận thức đây là phiền não, đây là sự chấm dứt phiền não, đây là con đường đưa đến chấm dứt phiền não. Đây là cái pháp tứ thánh đế, đây là khổ cái tập thiền đạo. Ngài tự chứng ngộ được cái pháp này. Nhận thức như thế, tâm ngài thoát khỏi dục lậu, ô nhiễm của dục vọng, hữu lậu ô nhiễm của sự luyến ái đời sống, và vô minh lậu ô nhiễm của vô minh. Được giải thoát, ngài biết rằng ta đã giải thoát, tái sinh đã chấm dứt, tạm hành đã viên mãn, việc cần làm đã làm xong, không còn trở ngại trạng thái này nữa. Đây là minh thứ ba, ngày chứng ngộ trong đêm thứ ba, trong canh thứ ba đêm thành đạt. Vậy thì cái sự ngài chỉ tu trong ba canh là xong, là viên mãn. Tu tập khi mà đã hiểu ra được đúng cái con đường rồi, chỉ trong vòng có ba canh giờ ngài phát triển cả thiền định và thiền tuệ luôn, cả thiền chỉ và thiền quán. Tức là tu chỉ có ba tiếng đồng hồ là xong, không có đâu, không có khó. Mọi người cứ chịu khó tu đi, khi nào nó đủ duyên tu ba giờ là đắc đạo, xong cả thiền định thiền quán luôn, đầy đủ tam minh lục thông, tứ tuệ phân tích, và lúc đấy là ngài giác ngộ đến gốc cây bồ đề. Vào đêm rằm tháng 6 âm lịch, năm 35 tuổi. Hôm nay đi ở đây ha. Về sau sẽ tiếp tục.